mình trong tình yêu dẫu biết là có lúc mình sẽ phải lý trí, nhưng mà nó sẽ hơi khó một chút, bởi vì lúc đấy là mình đã gọi là tiến thoái lưỡng nan. Cái trường hợp trong bài viết này bây giờ, khi mà từng đấy một cuộc là vô tình nói là bạn sẽ như thế, cái sự thật đấy đây, tôi sẽ phải nói chuyện nào, cái việc mà xuất phát từ một phía thì không thể nào là một cái điều kiện cần và đủ để mà xây dựng một mối quan hệ lâu dài được, nó phải là hai phía. Nếu hai người bạn này mà cứ đến với nhau thì rồi trước sau thì nó sẽ xảy ra những cái sự việc thôi, và đôi khi là hai người rất hợp nhau, nhưng mà cái định thời điểm nó cũng rất quan trọng cho cái chuyện tình. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe Sai Người Sai Thời Điểm. Hà Nội kính chào quý khách. Quý khách đang đi trên chuyến tàu mang số hiệu FM90 với lịch trình di chuyển đến mọi cung đường của thủ đô. Hãy chú ý ngồi đúng vị trí và giữ tần số FM90 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. FM90 chào Hà Nội và nhịp sinh hơi thở thực dậy trên con phố ta mơ màng. Sóng FM90 đã sẵn sàng, cả bốn mùa âm thanh lướt cạnh đó. Thu Hà Nội một cái vàng lá đỏ, đông gió lạnh mùa vàng những cơn mưa. Xuân thì thầm hạ đang giấc mơ chưa, đưa FM90 vào bài hát. Cùng Hà Nội mang cánh sóng bay xa, thông tin hay hấp dẫn đến mọi nhà. Chúng tôi là FM90. FM90 sẽ đồng hành cùng các nhãn hàng, sản phẩm, đưa thương hiệu doanh nghiệp đến gần hơn với công chúng thông qua các chương trình hot phát sóng hàng ngày. FM90, kênh giao thông đô thị, hòa nhịp từng bước đi. FM90. Vậy thì anh từ nãy giờ là cầm điện thoại gọi điện cho ai đấy? Tôi gọi cho mẹ. Tôi gọi cho mẹ. Thì thực ra là không nhiều thời gian lắm, nhưng mà tôi dặn mẹ là
ở nhà thì dù đang bình thường mới cũng nên hạn chế ra đường. Nhưng tại vì thỉnh thoảng là mẹ tôi có những nhu cầu mua cái này cái kia thì là tôi được vừa rồi là cũng dạy mẹ dùng Shopee đấy để mà đặt, nhưng mà nhiều khi là bà là không biết được hết các tính năng, thì là tôi có thể giới thiệu là mẹ ơi, đang có chương trình ưu đãi khủng lắm, Shopee tặng nguyên căn hộ trong dịp siêu sale 11/11, Vietinbank đồng tài trợ đó. Đúng đấy, để tôi giới thiệu cho mẹ tôi như thế. Tôi cũng vừa biết cái thông tin này luôn đấy, chỉ cần mẹ tôi bảo là biết rồi, chỉ cần tải app Shopee chơi game quà tặng Shopee, đúng rồi, đúng, may mắn mỗi ngày là có cơ hội đổi nhà, đúng bác không? Xin tin thế ạ. Đấy. Và phải đôi khi là chúng ta đã chơi là rủ cả nhà cùng chơi, đúng không quý vị, để gia tăng cơ hội rất may mắn từ căn hộ Shopee nhá. Cũng đừng quên là chương trình Shopee ngày 11 tháng 11 siêu sale miễn phí vận chuyển không đồng cùng với 11 tỷ xu. Tôi không nói nhầm đâu ạ, 11 tỷ xu để chúng ta tha hồ săn và quá là trời vô trời để nhận luôn. Người dùng mới sẽ nhận được ưu đãi lớn, ví dụ như là tặng miễn phí 250.000 này, ở gói vô trời đi chợ 150.000 từ Shopee Food, hoặc là đơn đầu tiên không đồng. Mọi người tải ngay app Shopee vào biểu tượng siêu miễn phí và hưởng ưu đãi. Mọi người nhá, lên Shopee thì không thể nào bỏ qua game số gì đây được rồi, với giải thưởng là 10 triệu mỗi ngày. Riêng ngày 11 tháng 11 thì tổng giải thưởng lên tới là 3 tỷ lận như quý vị ạ. Thế nên là đừng ngại ngần, tải ngay app Shopee về thôi quý vị ơi. Trăm triệu, bởi vì là 20 giờ tối nay sẽ quay số và chúng ta tham gia bình chọn số quay số trước 19 giờ tối nay. Cách thức thì rất là đơn giản thôi, chúng ta vào biểu tượng số gì đây ở bên góc phải. Chúng ta có 3 khung giờ quay số mỗi ngày là 9 giờ, 12 giờ và 20 giờ. Và mỗi khung giờ chọn ra một người chiến thắng với giải thưởng trị giá 10 triệu. Và quý vị nào có hai số cuối trùng với dãy số trúng giải của khung giờ đó sẽ nhận thưởng giải khuyến khích. Cụ thể là chúng ta sẽ cùng chia 10 triệu xu Shopee và cả 3 khung giờ tổng là 30 triệu. Và một điều hấp dẫn đó là cái kho xu của giải khuyến khích sẽ được nhận ngay trong ngày luôn. Và đặc biệt, những người chơi đã trúng giải khuyến khích ở khung giờ trước thì vẫn được chơi tiếp và có cơ hội trúng ở những khung sau nữa. Với người chơi mới thì chúng ta chỉ cần đăng ký Shopee và chơi game ngay sẽ nhận được voucher 20.000 đồng. Và quý vị đừng quên tính năng chơi nhóm. Chưa kể nếu mà chúng ta chơi cùng bạn mới, số gì đây sẽ được 200 xu cho mỗi người. Càng nhiều bạn bè mời thì càng nhiều xu. Nhớ là hãy chọn số trước 19 giờ bởi vì 20 giờ là quay số rồi. Và ngày 11 tháng 11 tới tổng giải thưởng lên tới 3 tỷ đó. Nhanh cuối chữ cuối không giờ, đến ngày Shopee chọn số số. 9 giờ, 12 giờ, 20 giờ công bố kết quả. Mới chữ về tay ngay, cùng chúng tên cả Shopee Su. Chơi Shopee số gì đây, nhanh cuối chữ cuối không giờ. Chơi Shopee số gì đây, nhanh cuối chữ cuối không giờ, đến ngày Shopee chọn số số. 9 giờ, 12 giờ, 20 giờ công bố kết quả. Mới chữ về tay ngay, cùng chúng tên cả Shopee Su. Chơi Shopee số gì đây, nhanh cuối chữ cuối không giờ. Quý vị ơi, chương trình Sắc Màu Hy Vọng cũng là một trong những cái chương trình của Hoài Linh rất là yêu thích trên Shopee, mà chương trình này đã quay trở lại với tên gọi là Sắc Màu Tương Lai quý vị nhé. Vâng, Hoài Linh và quý vị ơi, đợt này có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như là Bích Phương, Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Sunny, Hạ Linh tha hồ để chúng ta thưởng thức và đặc biệt là cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn, săn voucher mua hàng với 1 triệu đồng từ những thương hiệu lớn. Vậy thì chắc chắn là phải đón xem thôi mọi người ạ, 20:30 ngày 10 tháng 11 trên TV và app Shopee quý vị nhé. Và đó là ngày 10 tháng 11, còn ngày 11 tháng 11 thì chúng ta có chương trình siêu sale. Shopee luôn chào đón tất cả mọi người mua sắm, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí mà lại giao hàng tận nơi, quá là tiện lợi. Thậm chí là miễn phí vận chuyển không đồng cùng với 11 tỷ xu để tha hồ chúng ta săn quá trời vô trời để nhận được những cái cơ hội trúng thưởng, đặc biệt là trúng cơ hội, có cơ hội trúng căn hộ đấy, nghe căn hộ là phải nhíu hết cả lưỡi vào. Và ở đây thì chương trình do Vietinbank đồng tài trợ đó, thì thông tin này vừa mới giới thiệu ngay đầu chuyên mục. Hoài Linh và Tiến Anh chúc cho tất cả quý vị khán giả của FM90 có một ngày nhiều niềm vui, luôn an toàn khỏe mạnh và trúng nhiều giải với Shopee nhé. Đây cũng là những thông tin cuối cùng khép lại những thông tin trong Hà Nội chiều ngày hôm nay. Chúng tôi đồng hành cùng với tất cả quý vị khán giả.
Xin được cảm ơn quý vị vì đã luôn đồng hành cùng với chương trình trong suốt khung giờ của Hà Nội sáng trưa chiều. Đến đây, những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, biên tập Xuân Nguyễn, host chương trình Hoài Linh Tiến Anh cùng với kỹ thuật viên Duy Anh và thư ký Thủy Linh. Xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Hà Nội chiều, hoa nhịp từng bước đi. Sống khỏe. Thức phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Chào mừng quý vị thính giả đến với thông tin sức khỏe của nhãn hàng Zex thế hệ mới, chuyên gia giảm đau, bảo vệ xương khớp. Thưa quý thính giả, bên cạnh thoái hóa khớp, bệnh viêm khớp dạng thấp chiếm 0,5-3% dân số ở người lớn. Người bị khớp thường đau khi di chuyển và vận động như đi, đứng, ngồi, thậm chí nằm cũng đau, khó khăn khi cử động, ảnh hưởng đến chất lượng đời sống, công việc và sinh hoạt hàng ngày. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng đau nhức xương khớp, đau khi vận động, đau khi thay đổi tư thế, cứng khớp, khớp khô cứng kêu lạo xạo là các biểu hiện của viêm khớp dạng thấp và thoái hóa khớp. Từ những nghiên cứu khoa học hiện đại, các nhà khoa học Mỹ đã lựa chọn và kết hợp những tinh chất thiên nhiên quý để cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zex thế hệ mới, hỗ trợ giảm đau trong thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, hỗ trợ tái tạo sụn khớp và bảo vệ mao hoạt dịch, tăng độ bền và dẻo dai cho khớp, hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa khớp, giúp vận động linh hoạt, tự chủ cuộc sống. Zex thế hệ mới, công thức đột phá, đã tốt nay còn tốt hơn. Nay có chai lớn 60 viên, tiết kiệm ngay 70.000 đồng. Zex thế hệ mới đang có chương trình ưu đãi đặc biệt, mua 2 chai 60 viên tặng 1 chai 15 viên đến hết 31/12/2021. Liên hệ 1800 556 889 để biết thêm chi tiết. Zex thế hệ mới, hỗ trợ giảm đau, tái tạo xương khớp, hỗ trợ bảo vệ xương khớp chắc khỏe. Xin chào quý khán giả đến với chương trình Sống Khỏe với sự đồng hành của nhãn hàng Zex thế hệ mới, giúp giảm đau, tái tạo xương khớp, bảo vệ xương khớp chắc khỏe. Thưa quý khán giả, theo quy định của các chuyên gia, các bệnh về hệ xương khớp, đặc biệt là viêm khớp do bệnh lý tự miễn, là các bệnh nghiêm trọng có tỷ lệ mắc ngày càng cao trong thời đại hiện nay. Vậy viêm khớp do bệnh lý tự miễn là gì? Có nguy hiểm hay không? Làm sao để phòng ngừa và điều trị? Chương trình Sống Khỏe ngày hôm nay sẽ giúp quý vị giải đáp các thắc mắc này với sự tham gia tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Tăng Hạ Nam Anh, giám đốc trung tâm chấn thương chỉnh hình bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa bác sĩ ạ. Xin chào MC và xin chào quý vị. Thưa bác sĩ, viêm khớp, thoái hóa khớp được nhắc đến rất nhiều trong cuộc sống và gần đây thì người ta có nhắc tới yếu tố là tự miễn trong cơ chế gây bệnh thoái hóa khớp, viêm khớp. Tại sao lại như vậy ạ? Và yếu tố tự miễn là gì thưa bác sĩ? Để hệ thống miễn dịch để giúp cơ thể tồn tại trong viêm trước mà mình lại sống tốt trong từ những bệnh truyền nhiễm kể cả hoặc là vậy thì tại sao bệnh lý thoái hóa khớp thì lại là liên quan đến tổ miễn dịch? Thì nó mới khởi phát, nó giống như một cái ngòi nổ, nó cảm nhận một cái vòng nó mới nổ được.
cho đến giờ này thì người ta thấy rằng cũng không có một cái yếu tố nào rõ ràng để mà có thể nghĩ rằng là mình ngăn chặn yếu tố đó thì sẽ ngăn chặn được cái tình trạng cho cái bệnh lý tự miễn, bệnh lý thoái hóa hoặc bệnh lý viêm của khớp. Ở đây tất cả chúng ta đều có khả năng tự của mình. Và các triệu chứng điển hình thường gặp của thoái hóa khớp rồi viêm khớp do cơ chế tự miễn là gì ạ? Và làm cách nào để mình có thể nhận biết là bệnh thoái hóa khớp, viêm khớp do tự miễn hay là do một cái yếu tố nào khác thưa bác sĩ? Chúng ta thấy rằng là các cái triệu chứng mà điển hình nhất của cái chuyện mà bệnh lý khớp viêm khớp có thể là viêm mãn tính hoặc là bệnh lý viêm khớp do cái rối loạn về tự miễn thì tất cả mọi thứ nó đều xảy ra ở cái khớp trước, và cái đau là cái triệu chứng đầu tiên. Viêm khớp dạng thấp thì người ta cũng sưng và đau, thoái hóa khớp thì cũng đau rồi sau một thời gian mới sưng hết, viêm xong dịch hết cũng vậy. Thế là cái triệu chứng đầu tiên mà khiến mà chúng ta nghĩ rằng là mình có vấn đề là khớp và mình phải đi khám, đó là hai triệu chứng sưng và đau của khớp. Có thể cả hai, có thể chỉ là một trong hai. Và nguyên nhân nào thì sẽ dẫn đến bệnh thoái hóa khớp, rồi viêm khớp, vai trò của tự miễn và hệ miễn dịch trong cơ chế bệnh sinh của bệnh này như thế nào ạ? Đến giờ này thì người ta không biết được cái nguyên nhân của cái chuyện thoái hóa khớp hay là viêm khớp mãn tính. Người ta chỉ thấy rằng là những người bị cái này có thể có yếu tố gen, kể cả cái thoái hóa khớp. Người ta cũng thấy rằng là có thể có những người mang những cái gen, mà những cái gen này nó sẽ làm cho người ta dễ bị thoái hóa khớp hơn những người nhau người khác. Tuy nhiên như ta nói, những yếu tố sinh hoạt, cái yếu tố môi trường nó cũng tác động rất là mạnh mẽ lên cái bệnh này. Cái vai trò của cái hệ miễn dịch và viêm đối với bệnh lý cơ xương khớp, nếu như chúng ta không có hệ miễn dịch thì chúng ta sẽ không tồn tại được trong cơ thể. Vì hệ miễn dịch nó rất là quan trọng, và cái việc viêm là cái công cụ để cho hệ miễn dịch có thể giúp cho cơ thể chống đỡ lại cái thể phục xâm nhập của bên ngoài và làm cho chúng ta tồn tại được. Nhưng mà rất là tiếc là cái hiện tượng viêm này khi nó xảy ra lầm chỗ, ví dụ như là hiện tượng viêm trong khớp, trong cái thoái hóa khớp, khi mà cơ thể nghĩ rằng là cái xương khớp này không phải của mình, thì lý do nó bắt đầu cái xương khớp nó đưa ra ngoài để trình diễn kháng viêm. Thì lúc đó cơ thể nó lại bảo cái này đang bị viêm, thì nó lại tiếp tục. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái khớp bị thoái hóa, một khi nó bị sinh ra thì nó cứ lặp lại cái chuyện đó. Thứ hai mà chúng ta không bằng là nó sinh nữa luôn. Và cái hiện tượng viêm này thì do cái hệ miễn dịch gây ra này thì nó sẽ làm hủy hoại cái xương khớp của bệnh nhân, và thậm chí nó làm hủy luôn cả xương cái xương. Thưa bác sĩ, tại hiện nay y học hiện đại có cách nào để giúp phòng ngừa bệnh thoái hóa khớp, viêm khớp do cơ chế tự miễn hay không ạ? Và ưu điểm là gì ạ? Thì bên cạnh các thuốc và các nhà khoa học của đại nghiên cứu thì các nhà khoa học người ta cũng vẫn tiếp tục tìm kiếm những cái sản phẩm hỗ trợ cho vấn đề điều trị để cho nên làm sao có thể là cứu được cái sự nghiệp của bệnh nhân của chúng ta hỗ trợ tôi lấy chẳng hạn ví dụ như cái con protein xương khớp thì người ta thấy rằng là nó có vai trò ức chế các cái yếu tố như là DNA alpha, là yếu tố phải tử mô, interleukin beta là cái yếu tố viêm mà gây ra hủy hoại xương khớp. Đồng thời nó kích thích cái mạng bào khớp tiết ra cái dịch nữa để mà bảo vệ cái xương khớp, bảo vệ cái xương dưới sụn. Chúng ta thấy cái collagen peptide mà bị thủy phân thì cái này nó có cái vai trò là bảo vệ cái xương dưới sụn, đồng thời là nó giúp cho cái việc tái tạo tốt hơn, tái tạo cái chất nền tốt hơn. Nghệ là một trong những cái dược liệu mà lâu đời và được sử dụng rất là nhiều, và có thể là người Ấn Độ cũng có thể phải hay sử dụng rất là nhiều. Thế thì cái nghệ đó là cái khi mà đưa vào nghiên cứu trong phòng la mô đó, người ta thấy là vai trò của nghệ nó sẽ là vai trò ức chế các cái men gây viêm. Thế thì các nghệ thì khi mà làm trên la mô thì nó bệnh, nhưng mà khi nghệ mà ăn vào thì nó không có bệnh vững trong cơ thể, nó sẽ bị thải ra ngoài. Thế là phải gắn vào trong cái phân tử của cái chất một nghệ đó, những cái đuôi của chúng ta bị viêm chẳng hạn, thì nó sẽ giữ cho cái này nó trong cơ thể, và khi được lưu hành trong máu và như vậy thì sẽ giúp cho cơ thể trong trường hợp bệnh nhân đi rất là tốt. Cái màng bao trùm như thế này đây là một nguồn cung cấp protein rất là quan trọng để cho những người béo xuống có thể tự nó mà sửa chữa những thương tổn của xương khớp và kéo dài thì nó được hết. Thì cái vỏ cây liễu trắng nó có cái chất aspirin, và cái chất này là cái chất kháng viêm ngày xưa đã sử dụng rất nhiều. Nhưng mà cái aspirin mà tiết xuất nó cứ bị ngâm trong mình uống thì nó có tác dụng phụ nhiều quá. Sau này ta sử dụng aspirin 81 để phòng ngừa cái chuyện mà đập của cái động mạch vành đó. Nhưng mà cái vỏ cây liễu trắng khi mà người ta đưa vào trong cái sản phẩm uống vào, người ta thấy mình còn có tác dụng kháng viêm và giảm đau, mà nó là tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Và như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là sự tổng hợp các cái yếu tố này nó sẽ giúp cho cơ thể có thể chống lại cái hiện tượng viêm mà do chính cơ thể tạo ra, và cái hệ miễn dịch của mình nó nhận định sai lầm và nó tạo ra cái gì đó. Cái sản phẩm này cộng với lại những thuốc mà các bác sĩ đang điều trị, nó sẽ giúp cho các bác sĩ rút ngắn được cái thời gian sử dụng các thuốc kháng
nhìn chính người sử dụng thì sao mới có thể nó sẽ làm ảnh hưởng lên họng, lên dạ dày và các dụng cụ của mắt. Và trong quá trình thăm khám thì bác sĩ đánh giá như thế nào về phương pháp nói này về hiệu quả cũng là tính năng của nó? Thì chúng ta biết rằng là những cái sản phẩm hỗ trợ điều trị mà không phải là thuốc thực sự, và như vậy thì sẽ như thế là tác dụng phụ trên các hệ cơ quan của mình là không ảnh hưởng nhiều, và đó là lý do những sản phẩm này có thể sử dụng lâu dài được. Và những nguồn thuốc là người ta lấy những cái khi là phải làm mình nhận được nhóm cho uống thuốc điều trị phẫu thuật và cái nhóm là uống thuốc điều trị cấp thì ta thấy rằng là những cái chức năng về các cái khớp, cải thiện chức năng khớp rất là rõ, và từ cái chuyện đó nó khiến cho nó có thể sử dụng những sản phẩm này hỗ trợ được điều trị cho các bệnh nhân rất nhiều. Chia sẻ lại cho chương trình vừa rồi và như thường lệ sau đây chúng tôi xin dành khoảng thời gian này cho các vị khán giả đặt câu hỏi gửi về cho chuyên gia. Thưa bác sĩ, tôi nghe nói là bệnh khớp nếu nằm để lâu thì sẽ gây ra bệnh tim, thì điều này có đúng hay không ạ? Và vì sao lại như vậy? Mong bác sĩ tư vấn. Cảm ơn bác sĩ. Thực ra cái câu chuyện này là nó xảy ra là từ ngày xưa, tôi cũng là hay bị thấp cấp là gì? Tức là chúng ta bị nhiễm một cái con streptococcus, tức là nhiễm một con liên cầu trùng ở trong họng, đặc biệt là những bé gái. Thì khi mà chúng ta bị viêm họng thì cái xác của con vi khuẩn nó bị cơ thể mình bắt giữ, nhưng đồng thời đó, cơ thể nó lại nhận lầm là cái xác của vi khuẩn này nó hơi gần giống với lại các cái khớp, cái màng bao khớp của cơ thể người đó. Thì nó nghĩ là cái màng bao khớp giống con vi khuẩn, có nghĩa là màng bao khớp cũng giống con vi khuẩn luôn, nó lại tấn công vào khớp. Thành ra khi mà bệnh nhân bị viêm họng, sau đó thì nó bắt đầu bị sưng khớp. Sưng khớp thì ngay cái cơ quan tim đặc biệt là cơ quan tim thì nó cũng có của bác sĩ. Chúng tôi có hỏi tiếp theo ạ. Dạ, xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, mẹ của tôi bị thoái hóa khớp, viêm khớp mấy năm nay, uống rất nhiều thuốc nam, thuốc bắc nhưng không khỏi. Thì bây giờ cho tôi xin hỏi là nếu như mẹ tôi sử dụng cái sản phẩm chứa tinh chất thiên nhiên mà bác sĩ vừa đề cập tới thì mức độ cải thiện của bệnh mẹ tôi như thế nào ạ? Xin bác sĩ tư vấn chứ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thì nếu mà đúng là thoái hóa khớp hay là những bệnh tóc viêm mạng tính thì hoàn toàn chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái sản phẩm này. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất tôi nghĩ là mẹ của bạn nên khám để xem ra nó là bệnh lý cái gì, và khi có bệnh lý đó rồi thì bác sĩ sẽ khuyên có thể là dùng thuốc gì và dùng các cái sản phẩm gì. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 7 tháng 11 năm 1981, ngày 7 tháng 11 năm 2021, sáng nay tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng đoàn chúng ta có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Cao Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Giang Toàn và đại diện lãnh đạo các ban ngành trung ương thành phố Hà Nội. Hòa thượng Thích Thành Liễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thân mật tiếp đoàn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá, những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni trên cả nước đã hết sức nỗ lực, nhiều phong trào đã được phát động và hưởng ứng tích cực. Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng nhận định, trong đại dịch Covid-19, nhiều tăng ni Phật tử đã tham gia cứu chữa người bệnh, mai táng người mất do dịch bệnh và vận động quyên góp 100 tỷ đồng cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân chung tay vượt qua đại dịch. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc giáo hội và toàn thể tăng ni Phật tử luôn mạnh khỏe, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội. Hòa thượng Thích Thanh Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tăng ni Phật tử thực hiện tôn chỉ hành đạo theo quy định của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến chùa Quán Sứ chúc mừng nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.